một em vô lăng giá rẻ, giá chỉ từ 2 triệu thôi các bạn, mà có một cái bàn đạp xịn sò nè, một cái hộp số 7 số cấp, và đặc biệt một cái vô lăng có cái vòng quay lên đến là 1080 độ. Và ngoài ra nó có cái độ nhạy cực kỳ cao luôn các bạn. Và em vô lăng này đặc biệt còn hỗ trợ trên rất là nhiều thiết bị, ví dụ như PC nè, hay là PlayStation, rồi Switch, rồi Xbox các thứ, nói chung rất là nhiều những thiết bị luôn các bạn. Nghe là thấy hấp dẫn đúng không? Và nó là ai? Nó là gì? Nó là gì các bạn? Là đây. Ok. Và đây là một những cái con vô lăng vừa được về Việt Nam đó các bạn. Mà giá nó mình đã nói rồi, rẻ ơi là rẻ, mà nó đáp ứng rất là cao so với cái nhu cầu chơi game hiện tại. Và ngày hôm nay mình với các bạn sẽ cùng nhau tập hợp cũng như là review chi tiết em vô lăng này. Và đây là em vô lăng GOG G808 cho các bạn. Cùng nhau tìm hiểu về em nó thôi nào. Let's go. Ok, thì nhìn sơ qua thì các bạn thấy cái thiết kế của cái vỏ hộp này nó cũng phải gọi là đơn giản các bạn. Bây giờ là mình sẽ tiến hành mở hộp nó ra nha các bạn. Chắc mình phải để xuống dưới đi rồi mình mới mở ra được dễ dàng các bạn. Ok, và cái món đầu tiên của chúng ta đó là cái bàn đạp nha các bạn. Ok, thì cái bàn đạp này các bạn nhìn nó khá là xịn sò luôn đúng không? Thì đây là một cái phiên bản rất là đặc biệt, bản cao cấp. Mình gọi nó là bản bằng kim loại nha các bạn. Thì hiện tại với cái dòng vô lăng nó sẽ có hai bản, nó sẽ còn một cái bản nữa, nó gọi là cái bản bàn đạp bằng nhựa. Thì hai cái bản này giá nó chênh lệch với nhau khoảng 1 triệu đồng đó. Bạn nào mà muốn chơi và trải nghiệm bản nào thì các bạn có thể là mua bản đó. Thì với cái này thì các bạn có thể thấy là với cái bản mà kim loại này nè, nó được thiết kế khá là chắc chắn luôn, và ngoài ra nó sẽ cho các bạn cái cảm giác đạp nó sẽ thực tế hơn rất là nhiều. Còn riêng cái bản mà bằng nhựa ấy các bạn, thì nó sẽ có một cái vấn đề là nó sẽ khá là nhẹ các bạn. Bản này nặng lắm nha. Các bạn kia thì nó sẽ nhẹ hơn rất là nhiều. Và nó sẽ được tách ra hai cái phần, đó là cái chân ga và cái chân thắng, nó sẽ nằm một cụm, và một cái chân côn nó nằm riêng nha các bạn. Thì cái đó nó được một cái hay, đó là khi mà các bạn không chơi chân côn, các bạn có thể là dẹp cái chân đó đi đó. Nhưng mà nó sẽ khá là nhẹ, nên là cái việc mà trải nghiệm mà mình để dưới chân mình đạp nó có thể là bị trượt đấy các bạn. Đó, thì mình thích những cái bản mà nó nặng để chúng ta đạp nó chắc chắn hơn. Và ngoài ra các bạn, nó còn cái món khá là hay luôn các bạn, mình không nghĩ nó có trên cái vô lăng rẻ luôn, đó là một cái bàn để lắp riêng thêm cho cái bàn đạp cho các bạn. Đây các bạn nhìn nó nhỏ gọn đúng không? Không, lắp vào một cái dài thòn lòn luôn đó. Đây, ok, và đây là thành quả của chúng ta. Không tin luôn các bạn. Và khi mình lắp như vậy rồi thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có được một cái chỗ gác chân để đạp khá là thực tế luôn. Ok, mình sẽ đến với cái món thứ hai nha. Để qua đây đi. Chúng ta sẽ đến với cái món thứ hai mà món này mình nghĩ các bạn không nghĩ tới nó có trên cái vô lăng giá rẻ luôn. Đó là vòng vô lăng gời nha các bạn. Mình không tin luôn ấy các bạn. Tức là cái vòng vô lăng này nó được thiết kế gời ra để chúng ta có thể là lắp vào trong cái bay. Thì sau này ví dụ như các bạn có muốn thay đổi cái vòng vô lăng lớn hơn, hay là các bạn thích những cái vòng vô lăng mà kiểu thiết kế dành cho lái xe F1 rồi các thứ ấy, thì các bạn có thể là mua sau này để có tùm và lắp vào. Đó, các bạn có thể là tháo ra lắp vào. Hay thật sự. Hiện tại thì với cái kiểu mà lắp như thế này ấy, thì mình thấy nó đang có trên những cái dòng vô lăng cao cấp, ví dụ như Thudmaster hay là Moza hiện tại. Nhưng mà cái vô lăng mà kiểu giá rẻ mà có thì mình thấy là đỉnh vai cái trưởng. Thì cái vòng vô lăng này các bạn thấy nó được thiết kế khá là gọn gàng. Và ngoài ra các bạn thấy nút khá là nhiều trên này không? Và được cũng thiết kế rất là nổi. Chúng ta có thể là gắn những cái phím bấm trong game vào đây. Ví dụ như chúng ta lái xe thì có thể là gắn nút kèn vào nè, gắn nút mở đèn vào nè hả? Hay là gắn mở cửa, hay là chúng ta gắn gạt mưa được, cứ gắn lên đây để chúng ta có thể là bấm nó nhanh hơn. Và phía sau thì các bạn thấy nó sẽ có hai cái lẫy nè các bạn thấy không? Cái lẫy nó bấm khá là đã luôn nha. Cái lẫy này thường các bạn có thể là dùng làm lẫy số, hoặc các bạn có thể là dùng làm đèn nhanh cũng được luôn, tùy các bạn. Thì đây là cái vòng vô lăng, và các bạn thấy nó được thiết kế bằng nhựa nhưng mà nó vẫn có một cái thiết kế da hai bên, chỗ cầm này cũng khá là mềm mại luôn các bạn. Và nó có cả một cái vạch ở phía giữa bằng cái màu vàng đồng này các bạn, để chúng ta phân chia giữa vô lăng dành cho các kiểu là tay đua thứ thiệt các bạn. Ok, và chúng ta sẽ bỏ nó xuống đây và tìm cái bay của nó coi nó có gì đặc biệt hay không. Đây, cái bay nó đây các bạn ơi. Nhìn đơn giản đúng không các bạn? Nhưng mà không đơn giản tí nào. Các bạn sẽ biết, ngoài cái việc cái bay này nó để lắp cái mặt vô lăng vào để lái,
thì nó cũng là một cái lo luôn các bạn à. Ui, vô lăng giá rẻ mà mua vô lăng mà còn được cái lo nữa các bạn. Đây, chúng ta có hai cái lo hai bên. Đây là cái nút mà chúng ta có thể là điều chỉnh lo nè. Đó, thì trên này nó cũng có một cái nút để chúng ta có thể là để bật tắt lên xuống gì cũng méo biết nữa. Nhưng mà còn một cái điều khá là hay, vô lăng giá rẻ mình nghĩ chưa có đâu. Đó là hai cái núm để các bạn có thể là xoay cái lẫy dưới này để chúng ta có thể là kẹp vào trong cái bàn này các bạn. Ui giời ơi, cái này các bạn có thể thấy là trong cái dòng vô lăng Logitech G29 mới có. Nhưng mà em này có luôn các bạn. Ui dồi ôi. Nè, đây là hạ cho nó xuống để chúng ta lắp vào bàn nó đơn, nó dễ hơn các bạn. Đó, thì sau này các bạn có bàn hay là có những cái chăn mà vô lăng các bạn muốn lắp vào ấy, thì cái vô lăng này vẫn lắp được. Mình thấy một số vô lăng giá rẻ thì đa số nó có cái hít ở dưới này để hít vô bàn ấy. Không có chắc chắn các bạn. Có cái kẹp như vậy mới là ok nè các bạn. Ok, thì các bạn có thể thấy ngoài ra thì nó có một cái nữa, đó là một cái dãy đèn LED phía sau nè các bạn thấy không. Thì cái này thì nó sẽ được sáng lên khi mà các bạn kết nối điện. Và đặc biệt hơn, cái bay này nó có một vấn đề mà mình nghĩ nó cũng hay ho nữa đấy các bạn. Đó là nó không có cái dây điện cấp nguồn các bạn, mà chúng ta chỉ cần ghim cái đầu USB vào trong máy tính là sử dụng luôn. Ui, tiện lợi vãi cả chưởng luôn đấy các bạn. Bình thường các dòng vô lăng khác thì các bạn phải ghim điện và ghim USB nữa nó mới nhận, còn em này ghim USB thôi là chơi luôn các bạn. Ok, và để nó ở đây đi, mình sẽ cùng xem một cái món tiếp theo mà mình nghĩ lại bất ngờ nữa các bạn à. Đó là gì? Đó là cái hộp số nha các bạn. Trời ơi, vô lăng giá rẻ mà có hộp số nữa các bạn. Và các bạn thấy cái em hộp số này nó được thiết kế khá là đẹp và nó kiểu xe hơi các bạn. Các bạn nhìn không, nó có nhựa, lớp nhựa để nó bao xung quanh nè các bạn thấy không. Và nó có lẫy số vào rất là xịn sò, và nó còn có 7 cấp số nữa các bạn. Đó, và đặc biệt hơn là chúng ta có thể là kẹp vào bàn. Nhưng các bạn không biết làm sao để kẹp vào bàn đúng không, nó có thêm một cái dụng cụ nữa các bạn. Thì đây, trong này nó sẽ có tổng cộng là hai cái món phụ kiện nó tặng kèm cho mình. Thì đó, đầu tiên sẽ là một cái cục nhựa này để các bạn có thể là lắp vào bàn nè các bạn. Cái này để gắn vào số lắp vào bàn nè. Đó, thì tí mình lắp mình sẽ hướng dẫn các bạn sao. Còn một cái nữa cũng khá là hay, hai cái lò xo các bạn. Làm gì mà các bạn biết cái lò xo này nó tặng để làm gì đúng không? Thì cái lò xo này để dành cho mấy ông mà kiểu mà đam mê thích độ cái bàn đạp. Các bạn muốn cái bàn đạp mình đạp nó nặng hơn, muốn chân phanh nó đạp nặng hơn, thì các bạn có thể là gắn hai cái lò xo này vào thêm, đạp nó nặng thôi rồi luôn mấy ông. Thì đó là những cái phụ kiện mà mình vừa tập hợp cũng là cho các bạn xem cận cảnh. Và chắc bây giờ mình sẽ cùng nhau xem em nó lắp ráp vào bàn như thế nào, và cũng như là trải nghiệm game các thứ nữa đúng không các bạn. Ok các bạn ơi, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lắp ráp cái bay này với cái vòng vô lăng trước nha các bạn. Trên cái bay các bạn thì nó sẽ có những cái lỗ, còn trên cái vòng vô lăng nó sẽ có những cái chấu. Thì các bạn, công việc của các bạn sẽ cắm cái chấu này vào trong cái lỗ này. Rồi đó, mình thấy cứng rồi đấy. Rồi, công việc của mình bây giờ là sẽ xoay cái này nè các bạn. Đó, xoay qua bên trái là nó sẽ khóa lại, còn xoay qua bên phải nó sẽ mở ra. Bây giờ mình sẽ xoay qua trái nha các bạn. Đó, ok. Ngon lành cành đào. Đúng là xịn sò có khác các bạn. Rồi, rồi, cứng ngắt luôn đấy các bạn. Đây, mình sẽ test thử cho các bạn xem. À, quá đẳng cấp, quá đẳng cấp. Bây giờ là mình sẽ lắp nó vào bàn luôn đi ha. Thì tại cái bay này các bạn có thể thấy không, nó có một cái cục ở đây nè. Đó, và cái cục ở đây nè. Trường hợp các bạn nào mà có cái bàn nhỏ ấy, hoặc là những cái bàn mà chuyên dụng để lắp vô lăng ấy, thì các bạn thừa sức có thể gắn. Nhưng cái bàn của mình nó sẽ có cái kích thước nó hơi to một tí, nên bắt buộc các bạn phải gỡ cái cục này ra. Cái cục này thì không biết mình mở bằng tay được không. Ô được luôn nè. Nè các bạn thấy không, gỡ ra như vậy. Nó sẽ gỡ cái cục này rời ra để mình lắp vào cái bàn to nó sẽ dễ hơn nha các bạn. Gỡ bằng tay được luôn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành lắp cái vô lăng này vào cái bàn của mình. Mình sẽ xoay cho nó rộng ra. Đấy, nói chung cái này thì mình trước đó mình đã sử dụng cái em vô lăng G29 ấy, thì mình lắp cũng nhiều lần rồi, nên mình quá quen thuộc với cái cách mà lắp vào bàn bằng cái núm xoay và khóa như thế này rồi các bạn. Cứng ngắc luôn các bạn ơi. Tiếp theo thì mình sẽ đến với cái hộp số đi ha. Thì cái hộp số này các bạn thấy nó có một cái thanh gời như vậy. Thì công việc của các bạn là sẽ đúc nó như thế này. Đó. Còn cái đầu này thì các bạn cắm nó vào bàn thôi. Đây, bây giờ mình sẽ gắn nó bên này nè. Ok, suýt. Chắc
trắng luôn rồi các bạn ơi. Sau khi mà mình đã kết nối cái vô lăng với cái hộp số rồi thì mình còn cái bàn đạp này, thì chúng ta sẽ có một cái dây để sau một tí mình lắp vào cái vô lăng ấy, để gắn vào cái vô lăng ấy. Thì bây giờ mình đưa nó xuống dưới trước đi rồi mình lòn dây lên sau các bạn. Như vậy là mình đã lòn dây của cái bàn đạp lên đây được rồi các bạn. Thì bây giờ nó sẽ có ba cái cổng dây đó. Thì cái cổng từ vô lăng ra thì chắc chắn các bạn sẽ cắm vào máy tính rồi, nhưng mà chúng ta sẽ có hai cổng, một cổng từ cái bàn đạp và một cái cổng từ cái hộp số. Chúng ta sẽ cắm vào cái phía sau của cái bay vô lăng nha các bạn. Trong này thì các bạn có thể thấy là nó sẽ có hai cái lỗ B và C. Thì bên này nó cũng có hướng dẫn các bạn nè. B là các bạn gắn cái hộp số, còn C là gắn cái bàn đạp. Thì cái hộp số các bạn cứ cắm vào B thôi đó. Còn cái bàn đạp còn lại thì các bạn sẽ cắm vào C là xong. Bây giờ các bạn làm sao đó cho dây nó gọn gàng thôi. Còn việc của mình bây giờ là chỉ cắm một cái dây cuối cùng này vào trong cái máy tính là chơi được, không cần nguồn, không cần gì cả các bạn. Ok, sau khi mà mình đã đi dây gọn gàng hết trơn rồi các bạn, thì bây giờ công việc của mình chỉ cần cắm cái dây USB vào máy tính thôi các bạn. Và cổng nào cũng được, không cần nhất thiết cổng là 2.0 hay là cổng 3.0 gì cả. Vô lăng này rất là hay, cổng nào cũng nhận được hết các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ cắm vào thử nha. Ok, mình vừa cắm cái vô lăng vào thì các bạn có thể thấy được cái đèn LED nó đã hiển thị rồi nha các bạn. Đó. Vậy công việc của mình bây giờ ấy là mình sẽ setting cái vô lăng này vào trong máy tính. Và nó được setting phải gọi là rất là đơn giản và dễ dàng luôn các bạn. Chúng ta chỉ cài một lần thôi và chúng ta xài sau này luôn. Và đặc biệt cái vòng vô lăng như mình đã nói thì nó có 1080 độ. Nhưng mà một số bạn thích chơi 255 độ, 300 độ hay là 900 độ thì chúng ta vẫn thay đổi được nha các bạn. Ok, cùng mình vào trong máy tính đó nè. Let's go. Ok, như vậy là sau một hồi lắp ráp thì mình đã lắp ráp được cái vô lăng vào trong máy tính đó các bạn. Và chúng ta đến với cái chuyên mục đó là trải nghiệm game luôn. Quá tuyệt vời ở mặt trời. Và ok, thì trước khi vào game mình cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn sơ về cách setup cái vô lăng này. Thì mình phải đánh giá cực kỳ cao với cái vô lăng này, vì nó có cái độ mà gọi là tương thích, mà khi các bạn kết nối với máy tính nó đã đơn giản rồi đúng không các bạn, mà kết nối vào trong phần mềm nó còn đơn giản hơn rất là nhiều. Thì khi mà các bạn mua cái vô lăng này thì các bạn sẽ được hỗ trợ, nhân viên hỗ trợ cài cho các bạn những cái driver, những cái phần mềm giúp cho chúng ta kết nối với máy tính đấy các bạn. Thì sau khi mà các bạn đã có driver các thứ rồi thì bây giờ công việc của các bạn đơn giản là chỉ ngồi setting ở trên cái vô lăng này thôi. Thì các bạn đầu tiên sẽ set up để cho cái vô lăng này và cũng như là máy tính nó nhận được cái hộp số với cái bàn đạp, cái chân chân côn thôi nha các bạn. Đấy, thì hiện tại nếu mà các bạn gắn vào, khi nhìn vào cái đèn LED ở đây, nó sẽ hiện một là cái màu xanh dương, xanh da trời gì đấy, và thứ hai là cái màu xanh lá thì nó sẽ chưa có nhận, tức là màu xanh là nó sẽ không có nhận nha. Các bạn phải đè vô cái chữ BS ở đây giúp mình, đè 5 giây đó, thì nó sẽ chuyển qua màu đỏ như vậy. Thì các bạn thấy không, khi mà nó chuyển qua màu đỏ bằng cái đèn LED này rồi ấy, thì như vậy là cái vô lăng của chúng ta nó đã nhận cái hộp số và cũng như là cái bàn đạp chân côn rồi nha các bạn. Đấy, bây giờ còn một cái nữa, đó là làm sao để thay đổi được cái độ quay của cái vô lăng này. Ví dụ như cái tựa game của mình đang chơi hiện tại ấy là cái tựa game ETS 2, thì cái vô lăng này nó sẽ quay đâu đó được tầm 900 độ nha các bạn. 900 độ là cái setting gốc của cái tựa game này. Ví dụ như các bạn muốn chơi một số cái tựa game như Forza hay là những cái game đua xe F1 hay là một số cái tựa game đua xe khác, thì đa số các bạn lưu ý không, đua xe nó chỉ đánh qua như vậy thôi các bạn. Đấy, tức là cái này là nó tầm 300 độ đó, 300 độ là đánh qua đánh lại rồi, là 300 độ đó. Thì làm sao để có thể là setting được cái vòng quay đó, thì cũng đơn giản luôn các bạn. Trên vô lăng của chúng ta nó sẽ có cái chữ Engel, nó nằm ở dưới này. Các bạn đè vào cho mình. Đây các bạn lưu ý nha, hiện tại đang đèn LED màu đỏ. Các bạn đè vào. Khi đèn LED chuyển qua màu xanh dương, chớp 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 chớp, thì bây giờ các bạn sẽ xoay cái vô lăng theo cái độ của các bạn muốn. Thì mình sẽ giới thiệu sơ nha. Hiện tại nếu mà từ đây các bạn xoay qua như vậy thôi thì nó tầm 300 độ đấy. Còn trường hợp các bạn muốn 900 độ phải không, thì các bạn sẽ xoay từ đây nha. Xoay lên đây một vòng. Sau đó các bạn xoay qua đây nửa vòng nữa là 900 độ, nhớ nha. Còn trường hợp mà 1080 độ thì các bạn sẽ xoay như thế này. Từ đây các bạn xoay một vòng lên đây, sau đó các bạn xoay nửa vòng xuống đây nữa. Đây, nhớ xuống đây là 1080 nha. Ok, thì trường hợp ví dụ như các bạn muốn chỉnh cái vô lăng này về
bao nhiêu độ bây giờ nhỉ? Bây giờ mình chuyển thử 300 độ nha. Thì sau khi mà các bạn bấm engel này rồi nó chớp chớp đèn xanh rồi, các bạn sẽ xoay qua đây. Xoay qua đây. Các bạn bấm engel một cái nữa cho nó chuyển về màu đỏ. Bấm một cái rồi nha. Đó. Tương tự như vậy các bạn sẽ xoay qua hướng bên kia. Rồi, engel giữ engel chuyển qua màu xanh. Đó. Thì bây giờ mình sẽ xoay qua đây. Đó. Bấm engel một cái nữa, đây chuyển qua màu đỏ. Mình sẽ test thử trong cái tựa game cho các bạn xem. Bây giờ nếu mà mình đánh 300 độ thì cái vô lăng ở trong game nó sẽ đánh đủ vòng luôn nha các bạn. Đấy. Ok chưa? Đó. Thì cái này nó không có tương thích với cái game lắm cho lắm nên là các bạn thấy nó hơi kỳ kỳ. Thì bây giờ mình sẽ set up cho nó đúng với cái tựa game này để các bạn có thể là dễ hình dung. Bây giờ mình sẽ chuyển cái vô lăng này thành 1080 độ nha các bạn. Mình cũng sẽ giữ engel này. Chuyển qua màu xanh dương. Sau đó mình xoay hết vòng luôn là 1080 nha các bạn. Rồi, sau khi cứng vô lăng rồi mình sẽ bấm engel cái nữa. Rồi ok. Bây giờ là mình sẽ cài cho bên kia luôn. Rồi, giữ engel. Mình phải chỉnh hai bên nha các bạn. Rồi xoay hết vô lăng và bấm engel một cái nữa chuyển qua màu đỏ. Ok. Bây giờ các bạn nhìn cái vô lăng mình với cái vô lăng trong game nha. Đây, xoay. Thấy chưa? Nó đã giống ở ngoài và trong game nha các bạn. Đây, nửa dọc và xuống đây nửa dọc nữa. Ok. Đó. Thì đó là sơ qua về cái cách các bạn có thể là thay đổi độ cho cái vô lăng này. Thì tùy cái game mà các bạn muốn chơi thì các bạn cứ cài như vậy thôi, đơn giản vô cùng luôn. Ok, còn với cái tựa game Mantis 2 này, mình sẽ cho các bạn hướng dẫn các bạn sơ về cái cách setting cái vô lăng này vào game nhé. Bây giờ mình sẽ vào phần cài đặt của game. Thì trong này nó sẽ có cái phần cách chơi. Trong phần cách chơi này các bạn lăn nhẹ xuống một tí thì các bạn có thể thấy được cái mục đó là Steering Animal Sun Ray gì đấy. Thì các bạn thấy là bình thường nó sẽ là 900 độ như vậy nè các bạn. Trường hợp các bạn muốn chơi 1080 thì các bạn cứ kéo cái dòng này lên 1080. Như vậy là ok. Đó. Sau đó là các bạn cài cái vô lăng này vào game đơn giản thôi. Các bạn vào phần điều khiển của cái phần cài đặt nè. Thì thường các bạn, các cái dòng vô lăng đều phải cài đặt cũng công vào game ETS 2 hết. Nên là các bạn phải cũng vào đây, vào phần điều khiển này. Các bạn chọn visa. Thì tới đây các bạn chọn phần điều khiển giúp mình. Sau đó chọn phần xoay vô lăng. Và sau đó chọn phần hộp số kiểu H. Ồ quên, tại mình có hộp số mà các bạn phải chọn hộp số kiểu H. Sau đó các bạn chọn cái mục bộ chuyển cấp số này cho mình. Rồi ok, thì ra đây mình sẽ test thử nha các bạn. Mình xoay vô lăng nè. Đó, nó đã nhận cái dòng vô lăng rồi nè các bạn thấy không. Đó, xoay hết thì nó sẽ chạy hết cái thanh này. Đó. Rồi, trường hợp có chân côn, chân ga đã nhận chưa. Bây giờ mình sẽ cài vào từng cái nha. Mình sẽ ấn vào cái mục này của cái trục tăng tốc nè. Ấn vào. Bây giờ mình cái chân của mình đấy sẽ đạp vô cái chân ga đè vô. Đó. Cứ từ từ bình tĩnh. Sau đó mình tới cái trục phanh, mình cũng ấn cái nút bên này. Bây giờ mình đạp cái chân phanh nha các bạn. Đạp chân phanh. Đó. Cuối cùng là cái ly hợp mình cũng làm như vậy. Bấm vào đây. Đạp cái ly hợp ở dưới chân. Rồi, bây giờ các bạn có thể thấy không? Tại sao mà nó chạy cái thanh màu cam này lên hết rồi. Đó, thì bây giờ mình sẽ có xuất tinh một tí nữa. Tại cái mục đảo ngược này các bạn chọn bình thường cho mình. Cái mục trục phanh các bạn cũng chọn bình thường cho mình. Và cái mục trục ly hợp thì các bạn chọn đó là canh giữa. Rồi, bây giờ mình sẽ test lại có nó đã nhận đầy đủ chưa nha. Vô lăng, xoay hết qua trái, nhận luôn. Rồi, bàn đạp, chân ga. Rồi, đạp chân ga nè, ẹp xuống. Đó, các bạn thấy không? Đạp chân phanh nè, đạp xuống, lên. Đạp chân ly hợp nè, đạp xuống. Đó, đã nhận, ok hết rồi. Bây giờ mình sẽ qua phần kế tiếp. Đó là phần cài đặt hộp số. Thì trong này các bạn cũng sẽ cài đặt từng cái thôi. Ví dụ như cái vị trí số 1 nè, mình sẽ ấn vào cái mục tương thích bên bên phải như vậy. Và cái hộp số bên này mình sẽ vào số 1. Đó. Tiếp theo số 2 mình cũng sẽ vào số 2. Đó. Số 3 bấm vào mục bên này và mình sẽ dùng cần số lên số 3 và trở về số no. Số 4 cũng vậy, đè xuống về số no và sẽ nhận trong game. Số 5 mình sẽ qua bên phải đưa lên rồi về số no nó sẽ nhận. Riêng số 6 này mình ít sử dụng lắm các bạn, mà mình thường cài cái số 6 trên cái hộp số này bằng cách là cài số 6 luôn, số lùi các bạn. Đây mình sẽ cài số lùi thành số 6 trên cái hộp số này. Còn bây giờ cái số 6 này mình cài ở đâu? Cái số 6 này mình sẽ cài một cái nữa, đó là mình đè cái hộp số xuống và mình gạch qua phải và mình xuống cho các bạn, đè hộp số xuống. Tức là thường nó sẽ vào số G các bạn ơi, nhầm. Mình vẫn nhầm. Đây. Đó là số 6 mình sẽ đè cái hộp số xuống nha. Số 3 lại nè. Rồi, như vậy đã nhận ok hết rồi đấy. Bây giờ mình sẽ kế tiếp. Chuẩn hết rồi đấy các bạn. Bây giờ còn một cái nữa là làm sao setup mấy cái nút này vào trong game để mình bấm cho nó nhanh. Ví dụ như mở cửa hay là bóp kèn hay là cài cái lẫy số này các thứ. Thì các bạn qua mục đó là nút điều khiển. Thì qua đây thì các bạn thấy là ví dụ như mình muốn cài cái nút khởi động. Cái vô lăng này nó có cái nút khởi động ở dưới này khá là hay nè các bạn.
cái nút lẫy lẫy dưới này nãy mình giới thiệu đấy. Bây giờ mình cài cho nó cái nút chỗ này nha. Đây, đó. Sau này mình gặt cái nút này nó sẽ đề mãi lên. Ù, hay 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 hay. À, phanh tay nữa nè. Phanh tay ví dụ mình cài vô một cái nút này chẳng hạn. Ok. Các bạn cài các bạn phải nhớ nha. Sau đó là bây giờ mình cài tiếp cái đèn nhanh đi. Cái này mình thích cài đèn nhanh hơn các bạn. Đây, ghẻ trái. Rồi, đèn nhanh ghẻ phải. Xong. Thì các nút khác các bạn cũng cài tương tự vào như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ vào game thôi chứ còn chần chờ gì nữa. Thì ngày hôm nay mình sẽ trải nghiệm cho các bạn xem đó là cái em xe Hyundai ghế ngồi. Và đặc biệt là đi trên cái map nhỏ nhỏ để test cho các bạn xem nha. Ok, bây giờ mình sẽ đề máy thử coi. Ồ, ồ, đây, mình sẽ đề máy cho các bạn nghe nha. Ừ, nó gặt cái nút chứ lại lên máy liền các bạn. Kèn nè. Đó, thì tùy các bạn muốn cài cái gì vô thì các bạn cài. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ vào số 1 nè. Các bạn có thể thấy không, số dưới này không, cái chữ N nè, đang là số N. Mình sẽ gạt số 1, mình đạp cái chân côn ấy vào số 1 nè. Đó, nhận ngay luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ buông chân côn nhẹ ra và mình đạp ga để cho nó di chuyển. Ủa, hạ thắng tay chưa ta? Mình cũng méo biết nhưng mà chạy được chắc hạ thắng tay rồi đấy. Rồi, đi 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 đi. Ok, mà các bạn thấy là mình đang trải nghiệm trên một cái đường khá là nhỏ luôn không? Đấy, ok. Cái vô lăng mình đánh là phải gọi là cực kỳ nhạy nha các bạn. Nhiều cái dòng vô lăng giá rẻ các bạn, khi mà mình đánh nó không có được nhạy cho lắm, nó hay bị delay rồi bị lỗi này lỗi kia. Rồi bây giờ mình sẽ vào số 2 nè, gặt số 2 nhẹ nhàng tình cảm luôn. Rồi ok, thì cái vô lăng này nó có một cái khuyết điểm, đó là nó không có cái phản hồi lực bằng phần cứng ấy các bạn. Nó chủ yếu là phản hồi lực bằng lò xo, tức là mình đánh qua như vậy nó tự trả lại được, nhưng mà nó trả lại bằng lò xo. Nhưng mà bù lại chúng ta vẫn có cái chế độ rung của cái vô lăng nhá. Đấy, tức là vô lăng mình nó vẫn rung khi mình chạy trên đường các bạn, mình điểm ga ấy, thì nó vẫn rung vô lăng. Rồi mình lên số 3 nè. Ôi ôi, bữa nay đi vô cái đường nhỏ nhỏ siêu siêu luôn các bạn. Ok, không sao cả. Ôi, có cái gờ nè. Con này mình đi thẳng luôn phải không ta? Có đi lộn đường không vậy? Mình chết cha, tôi đi lộn đường rồi. Như vậy bắt buộc phải trả số lùi thôi các bạn. Rồi, mình sẽ trả số lùi bằng cách qua cái số 6 hồi nãy mình cài. Rồi, mình sẽ lùi lại. Bây giờ mình có thể là chuyển camera ra phía ngoài để mình xoay lại mình xem cho nó dễ chạy. Ủa, nhưng mà cái cua này chuẩn bị quẹo qua là phải công nhận nó nhỏ siêu siêu nha các bạn. Này không biết qua lọt không ở đây hay là kẹt bả xe, nó xe dài quá dài. Để tôi lùi cái đít qua đây một tí. Ôi. Nói chung mình đánh giá cực cao cái em vô lăng này luôn. Các bạn không có tiền nhiều mà mua được cái em vô lăng này mà chơi như kiểu là vô lăng mười mấy triệu là còn gì bằng nữa các bạn. Không ngờ là có một cái em vô lăng xịn sò như vậy mà còn giá rẻ như vậy nữa. Quá đỉnh, quá đỉnh. Số 2 nè, mình kiếm được đào thẳng thẳng thì mình lên số nhiều nhiều. Số 3 nè, à, mượt mà luôn các bạn. Giờ lên số 4 nha bà con. Số 4 nè bà con ơi, đường hơi nhỏ nên không có chạy nhanh được. Vô chị gái ơi. Vô tàu ô, tàu có biển quảng cáo Nguyễn Quý Gamer nằm trên này xịn sò đó nha. Đây có cái cua, tôi đạp phanh lại. Xuống từ từ để em hôi vô đụng cái hàng gạo người ta luôn là toan luôn. Rồi, quẹo qua đây. Rồi, bây giờ mình sẽ vô tiếp tục số 5 luôn. Dân chơi sợ gì mưa ghê. Rồi, số 5 này nha. Ok, vô số 5 rồi thì đang chuẩn bị lên số 6 nhưng mà nó gặp cái cua này. Mấy anh chạy lên cái đít vô một tí nha, để em quẹt cái đít mình luôn ấy. Rồi, thử vô số 6 ơi. Số 6 hồi nãy mình cài nó ngược một tí. Đúng là số G mà mình cài số 6 luôn. Còn số 6 thì tôi cài lại số G. Nó mới ghê. Rồi, ngon lành, ngon lành. Đây là cái camera phía ngoài các bạn. Bóp kẹt. Đường nhỏ mà còn gặp thêm nước nữa chứ. Khổ thân. Về số thấp đi các bạn ơi. Cái đoạn này nó gồ ghề quá. Chạy nó hơi khó. Không sao, không sao. Ôi trời, cái đoạn này nó gồ ghề thật sự đó. Trời ơi, chạy hồi chắc banh mẹ cái mỏ xe tôi luôn quá ta. Cái gì đó mà đường đất không vậy? Ôi đất ơi. Thôi. Đi hồi chắc toan quá. Giờ mình nhanh phải nè. Ghé vô đây mua đồ ăn ăn cho rồi đi. Đó, chỗ này nó có cái quán gì, có bia được cái thứ nữa vậy nè. Quá đẳng cấp, quá đẳng cấp. Rồi ok. Thôi bây giờ mình sẽ ăn tắt máy dưới này nè các bạn. Ừ. Quá đỉnh. Ô, còn test mở cửa cho các bạn xem cái nữa chứ. Quên, nó chạy tới nơi mà không mở cửa sao ta xuống được đúng không? À, nãy tôi cài nút nào tôi quên mà đây. Đó, mở cửa rồi mở cốp ra cho ta xuống. Đó, thấy chưa?
quá đẳng cấp, giờ phải tắt máy thiệt sự nè. Như vậy là mình đã trải nghiệm được cái tựa game Aetex 2 cùng với cái vô lăng GOG G808 thì xong rồi. Thì nói chung với cái vô lăng này sẽ trải nghiệm được khá là nhiều cái tựa game. Nên là các bạn nào muốn trải nghiệm những cái tựa game nào thì các bạn hãy báo cho cái người mà hỗ trợ bán cho các bạn ấy, thì người ta sẽ cài cho các bạn. Cái đó thoải mái vấn đề này luôn các bạn. Tuyệt vời. Như vậy là các bạn thấy là mình vừa có một cái video đập hộp review chi tiết cũng như là trải nghiệm quá tuyệt vời với cái em vô lăng GOG G808 này xong luôn, các bạn thấy không? Wow, không còn gì để chê với một cái em vô lăng mà phải gọi là giá rẻ như thế này nữa các bạn. Ok, và nếu mà bạn nào muốn trải nghiệm cái em vô lăng này, muốn mua cái em vô lăng này thì các bạn có thể là xuống phần miêu tả ở phía dưới, mình có để cái đường link cho các bạn có thể là mua về trải nghiệm. Thì nó sẽ có hai phiên bản như mình đã nói từ lúc đầu. Cái phiên bản mà mình trải nghiệm hiện tại đang là cái phiên bản mà bàn đạp bằng kim loại, thì cái em này nó sẽ xịn sò hơn một tí, bản cao cấp hơn một tí thì nó sẽ có giá cao hơn một tí. Bản này hiện tại đang có giá là 3.399.000 nha các bạn. Còn một cái phiên bản rẻ hơn dành cho bạn nào mà muốn trải nghiệm rẻ hơn một tí thì nó sẽ có bản đó là bàn đạp bằng nhựa, bản đó nó sẽ có giá là 2.290.000 thôi các bạn. Quá tuyệt vời cho các bạn có thể là tiếp cận luôn đấy. Và cái dòng vô lăng này các bạn, nếu các bạn mua về thì các bạn vẫn có chế độ bảo hành 12 tháng, và đặc biệt là một đổi một nếu có bất kỳ lỗi nào từ nhà sản xuất nha các bạn. Mua vô lăng mà không sợ lỗi luôn, còn bảo hành đổi các thứ nó quá tuyệt vời còn cái gì. Ok, và bạn nào muốn trải nghiệm thì có thể là mình nhanh tay để mua thôi chứ còn cái gì nữa. Các bạn còn cái thắc mắc nào nữa thì các bạn có thể là comment ngay ở phía dưới cái video này của mình để sẽ có những cái giải đáp cho các bạn. Và đặc biệt hơn, xem video này hồi nãy giờ quá tuyệt vời, review quá chi tiết mà còn chưa ấn like cho tôi nữa thì quá là buồn luôn. Nên là ông nào ngồi xem nãy giờ cho tôi xin một like, còn bạn nào mà chưa ấn đăng ký kênh của mình thì đừng quên ấn đăng ký cho kênh của mình nha. Rất cảm ơn các bạn đã xem video này và chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Bye bye.